người ơi, nào mau tới thưa lấy Chúa. Vì dân lòng tôn kính Chúa trên cao, linh thiêng ngôi phút giây giờ đây, khi đoàn con được chiêm ngắm nhân thành Chúa chỉ nhân quyền quý. Người ơi, nào mau tới thờ lạy Chúa, đồng thanh hợp chung tiếng hát ca khen. Cảm ơn ơn Chúa ban tràn lan cho trần gian, mình màu thanh nên cuộc sống ngày đêm. Này đây anh em hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình thầy sẽ bị nộp rồi anh em. Anh em hãy cầm lấy mà uống, đây là máu thầy, máu của giao ước mới sẽ đổ ra cho anh em và muôn người được tha tội. Hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy, luôn được với các bạn hiếu của thầy. Nơi thầy đến, anh em không thể đến được. Khi thầy rời bỏ anh em, lệnh truyền cho thầy là thế này: anh em hãy yêu mến nhau, thầy đã yêu thương anh em thế này thì anh em cũng hãy yêu thương nhau như thế. Linh thiêng ngôi phút giây giờ đây, khi đoàn con được chiêm ngắm nhàn thành Chúa chỉ nhân quyền quý. Người ơi, nằm mau tới thờ lạy Chúa, đồng thanh hợp chung tiếng hát ca khen. Cảm ơn ơn Chúa ban tràn lan cho trần gian, mình màu thanh nên nguồn sống tuôn ngày đêm. Người ơi, không như xưa tiếng tố người thời Mô-xê đã ăn manna và đã chết. Ngày nay ai tin ta ăn bánh đầy ta ban cho thì sẽ sống mãi trong tình ta. Người ơi, nào mau tới thờ lạy Chúa. Vì dân lòng tôn kính Chúa trên cao, linh thiêng ngôi phút giây giờ đây, khi đoàn con được chiêm ngắm nhàn thành Chúa chỉ nhân quyền quý. Người ơi, nào mau tới thờ lạy Chúa, đồng thanh hợp chung tiếng hát ca khen. Cảm ơn ơn Chúa ban tràn lan
chúa trần gian, mình mau thành nên nguồn sống tuôn ngày đêm.